Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Thân trong tháng 8 âm lịch. Như quý vị đã biết, khỉ là con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp, bởi vậy mà những người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Theo tử vi tháng 8 âm lịch, những gia chủ tuổi Giáp Thân luôn giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên về vận trình tháng 8 âm lịch, những người tuổi Giáp Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của bạn đã khiến cho các con giáp khác phải đua nhau ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống, bạn cũng cần phải lưu ý ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn, xung đột không đáng có, làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu cùng phân tích lá số tử vi của những người tuổi Thân ngay bây giờ nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Giáp Thân sinh năm 2004, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước trong suối. Bên ngoài, người tuổi Thân là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có mưu trí. Họ khá nghịch ngợm và linh hoạt dù trong mọi công việc hay cuộc sống, là người biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân. Những người tuổi Giáp Thân đa phần có ngoại hình đẹp, hiền lành và dễ gần. Người tuổi Giáp Thân cũng có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm, họ rất giỏi những vấn đề mang tính nghệ thuật và biết giỏi rất nhiều thứ khác nhau. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân, họ có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt và các việc vặt, thủ công, may vá, họ đều rất giỏi và nhạy bén. Người tuổi Giáp Thân không thường chịu thua ai, họ luôn muốn mình làm được và phải làm được, không dễ gì có ai giỏi hơn họ. Họ có lòng đố kỵ rất lớn, khi nóng giận, lời nói khá cay nghiệt, nói năng tùy tiện, tính tình sẽ thay đổi, lúc nóng, lúc lạnh, khó lường. Xét về tổng quan tử vi tháng Kỷ Dậu năm 2022 nhâm dần, được dự báo là khá tốt đẹp với các bạn tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Việc học hành ổn định, bạn luôn chăm chỉ và cầu tiến nên sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong năm học. Vấn đề tài chính, mặc dù còn phụ thuộc phần nhiều vào gia đình, nhưng bởi bạn biết cách chi tiêu tiết kiệm và khoa học nên có dư giả nhiều so với nhu cầu chi tiêu. Tuy nhiên, về quan hệ bạn bè và người thân sẽ gặp rắc rối, có đôi chút cãi vã không mong muốn. Xét về thiên can, giáp Dương Mộc gặp kỳ âm thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Giao tiếp với người thân, bạn bè thì cần chú ý, kẻo lỡ miệng gây thị phi, mất niềm tin tưởng từ mọi người. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Việc học tập của gia chủ Giáp Thân trong tháng này không có quá nhiều biến động, thi cử và quá trình học hàng ngày đều không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bạn nên đặt ra những mục tiêu trong tương lai để có thể định hướng, không hoang mang trong quá trình học tập và tìm hiểu thêm tri thức. Phụ huynh có thể sẽ quản thúc, quan tâm nhiều về vấn đề học tập khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, đừng quá phản ứng thái quá, hãy cứ bình tĩnh cư xử và lấy kết quả học tập để chứng minh cho ba mẹ thấy. Với một số bạn đã đi làm thì tháng này nhìn chung ổn định, công việc không có gì khó khăn, bạn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ nên không có gì phải lo lắng nhé. Năm nhâm dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Năm 2022, người tuổi Giáp Thân mới chỉ bước sang tuổi 18, chủ yếu vẫn phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính từ gia đình. Vì thế mà một số bạn có nhu cầu tự tìm việc làm thêm để có tiền tích lũy. Bên cạnh đó, nhiều việc chi tiêu tiết kiệm, khoa học mà ví tiền của bạn khá sủng rỉnh so với nhu cầu. Ở thời điểm này, một số bạn còn gặp được những vận may về tiền bạc, rất có thể sẽ trúng thưởng trong một vài trò chơi giải trí. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân, thân tí thìn.
giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phòng thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Thân sinh năm 2004 trong tháng này khá ổn định. Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp phải những áp lực từ việc học hành cũng như mâu thuẫn với bố mẹ, nhưng những điều này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn nguy hiểm, bạn vẫn nên chú ý giữ cho bản thân khỏe mạnh, tăng cường dinh dưỡng và các hoạt động thể chất. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, bạn cần đặc biệt chú ý cẩn thận để phòng gặp họa thân thể, gây ra những tổn hại về thể chất cũng như tinh thần của bạn. Các gia chủ tuổi Giáp Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tình cảm ở tuổi mới lớn có quá nhiều sự bỡ ngỡ, nhưng bạn cũng đừng quá mải mê mà ảnh hưởng đến việc học tập. Những bạn vẫn đang độc thân và muốn tìm cho mình một người bạn thì hãy thoải mái chủ động kết giao để mở rộng các mối quan hệ. Quan hệ với bạn bè trong tháng này sẽ xảy ra chút rắc rối, một vài hiểu lầm sẽ xảy ra, tranh cãi không mong muốn. Tốt nhất không nên cãi cọ quá nhiều, đôi bên nên kiềm chế cơn giận để suy nghĩ, giải quyết sự việc một cách công tâm nhất. Giáp Thân với cha mẹ cũng xảy ra những xích mích, bất đồng quan điểm trong tháng này, khiến bản mệnh phải suy nghĩ và bực tức khá nhiều. Tuy nhiên hãy nhớ, bố mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với bạn. Tổng quan tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 8 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt dần. Đối với những người tuổi Giáp Thân trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là đại khê thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thân trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tị, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tị, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tị, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hộp số hotline, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Giáp Thân năm 2004 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những thành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé! Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong thời gian vừa qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.